tôi xem tiếp vào trục A cách trục B là bao nhiêu. Trục A cách trục B là 4780 thì tôi lại gõ lệnh GR, tôi lại dùng đôi pick vào đây. Đó, pick vào đây, được chưa? Đấy, lệnh offset tiếp theo tôi kích vào all offset là 4780, được chưa? Đó, kích vào offset là 4780. Tiếp theo mọi người đưa sang trục BA này, kích chuột nó bao giờ nó sang bên phải này, chúng ta với kích chuột, được chưa? Thế bây giờ mọi người đừng SC vội, mọi người điền tiếp cái offset. Bây giờ chúng ta cách trục B cách trục C là 2780 thì chúng ta vào phần Revit có ở đây là 2780, được chưa? Có ở đây là 2780 cho rồi. Đó. Sau khi có xong chúng ta đưa chuột đến cái trục B này và kích chuột đó ra được cái trục C. Mọi người đừng SC vội, mọi người kích tiếp là bao nhiêu? 4220. Chúng ta kích vào phần Revit nó sửa ở đây là 4220, được chưa? Đó, là 4220 cho rồi. Ok. Sau đó mọi người di chuột đến cái trục C, kích chuột ra trục D, sau đó dẫn SC hai lần để cho nó thoát lệnh. Sau đó mọi người muốn cái trục này nó dịch vào ấy, thì mọi người kích vào một cái trục bất kỳ. Sau đó mọi người kích vào cái con trỏ đây này. Đó. Này, kích vào cái trục O tròn tròn này này. Đó, được chưa? Sau đó mọi người kích vào O tròn tròn này mà kéo nó gần vào thì tất cả các trục khác nó được gần vào, được chưa? Ok. Tiếp theo bây giờ để di chuột toàn bộ cái trục này nó ra giữa bốn cái O tròn này thì mọi người quét toàn bộ này, quét toàn bộ nhá. Sau đó là đưa chuột đến điểm giữa, bao giờ nó hiện ra cái biểu tượng này này. Đấy, nó hiện ra cái biểu tượng đây, biểu tượng dấu sao ấy, thì mọi người kéo vào đây, kéo nó vào giữa, được chưa? Đó, được chưa? Thì như vậy là chúng ta đã được cái hệ thống lưới trục rồi. Bây giờ chúng ta đã xong cái bước số 4 rồi. Chúng ta bước số 5, chúng ta update các mặt bằng mới vào kênh thư mục Project Browser thì chúng ta đã update vào cái bước trước rồi, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo chúng ta vào bước số 6 là vào mặt bằng kết cấu tầng 1 để dựng cột kết cấu từ tầng 1 lên tầng 2. Thì mọi người lưu ý cho tôi ở đây, chúng ta dựng kết cấu thì chúng ta phải mặt bằng kết cấu, chúng ta dựng các đối tượng kiến trúc thì dò mặt bằng kiến trúc. Bây giờ dựng kết cấu thì chúng ta kéo xuống dưới, chúng ta vào cái mặt bằng kết cấu tầng 1 đây, structure plan tầng 1, được chưa? Structure plan tầng 1 đây, structure plan tầng 1. Đó, thì đấy là mặt bằng kết cấu. Đấy, chúng ta kích nút vào thì nó vào mặt bằng kết cấu, được chưa? Tiếp theo mọi người vào menu structure, mọi người vào phần column, được chưa? Chúng ta vào phần kết cấu đó, mọi người vào menu structure vào phần column cho rồi, được chưa? Đấy, kích vào column. Tiếp theo đây tôi có sẵn các loại cột rồi, giả sử bây giờ cái cột cho cái nhà này tôi cho là cột 220 x 220, được không ạ? 220 x 220 của kết cấu ấy, thì tôi chọn tiết diện ở đây là cột 220 x 220. Giả sử bây giờ mọi người muốn tạo một cái tiết diện mới thì làm nào? Từ 220 x 500 chẳng hạn, chúng ta kích vào phần mềm cái chỗ edit này, được chưa? Đấy, chúng ta kích vào edit tài này. Đó, kích vào edit tag. Tiếp theo mọi người kích vào phần duplicate ở đây, được chưa? Cái kích vào chỗ duplicate ở cái bảng nó hiện lên. Đó, sau đó mọi người đặt tên cho nó là đúng bằng cái tiết diện 220 x 500. Đó, được chưa? 220 x 500. Đặt xong rồi chúng ta ấn ok. Tiếp theo chúng ta sửa ở đây, B là 220, chiều H bao giờ phải lớn hơn chiều B, được chưa? Là 500. Đó, 220 và 500, được chưa? Sau khi xong chúng ta ok thì chúng ta lại có một cái tiết diện, đó là cột 220 và cột 500, được chưa? Thì đấy, mọi người tương tự mọi người làm các cái cột của tiết diện khác. Đấy, tôi làm ví dụ thôi, bây giờ tôi chọn là cột là 220 x 220, được chưa? Cột 220 x 220. Đó, tôi chọn xong thì mọi người bây giờ giả sử bây giờ tất cả các cái lưới trục của tôi ấy, thì nó đều có cái cột, đúng không? Tứ cái lưới trục nào nó giao nhau thì nó có cái cột làm ở giữa, thì chúng ta dùng cái công cụ là Add Grid ở đây này. Đó, mọi người dùng cái công cụ Add Grid ở đây. Đó, được chưa? Chúng ta kích vào Add Grid. Tiếp theo mọi người quét toàn bộ các cái lưới trục. Đấy, thì mọi người nhìn thấy này, các cái cột nó được đặt vào các cái vị trí có cái lưới trục giao nhau. Sau khi xong thì chúng ta kích vào phần biểu tượng Fillet này. Đấy, kích vào phần biểu tượng Fillet ở đây, được chưa? Kích vào Fillet. Đó, nếu mọi người lưu ý cho tôi, khi mà chúng ta trước khi chúng ta kích vào Fillet ấy, bây giờ tôi làm lại nhá, cái SC này, cái chuột Z này này, tôi lại ấn vào structure này, vào column này, chọn 220 này, tôi chọn là Add Grid này. Đấy, tôi quét toàn bộ ở đây này. Đó, tôi ấn Fillet này, được chưa? Đấy, nhưng mà khi mà tôi Fillet xong thì bây giờ tôi không biết là cái cột của tôi nó đi từ đâu đến đâu, nó có đúng đi từ 1 lên tầng 2 không, thì chúng ta kéo xuống dưới, chúng ta có cái 3D kết cấu, chúng ta kích vào 3D kết cấu, được chưa? Đó, chúng ta kích vào phần 3D kết cấu này cho tôi, kích đúp vào. Đấy, kích đúp vào. Đấy, thì mọi người nhìn thấy cái cột gì mà nó ngắn tuôn tủn như thế này, thế bây giờ cái cột nó đang đi từ đâu đến đâu, đúng không? Thì bây giờ để kiểm tra, chúng ta kích vào một cái cột, thì mọi người nhìn thấy này, cột đang đi từ mặt đất tự nhiên lên đến tầng 1, mà chúng ta đang muốn từ tầng 1 lên tầng 2 cơ mà, thì bây giờ là sửa làm nào? Nó quét từ trên xuống dưới thì chúng ta quét toàn bộ các đối tượng, còn quét từ dưới lên trên thì cứ đi giao, nó cắt qua cái lưới trục ở đây thì nó chọn được chưa? Thì theo tôi quét toàn bộ thì chúng ta quét từ trên xuống dưới, chúng ta quét vào trong cái vùng ô vuông đó,
Sau đó mọi người chọn cho tôi ở bên cái thằng property này là chỗ base level chúng ta chọn là từ tầng 1, được chưa? Còn top offset là chúng ta chọn là tầng 2, được chưa? Nhưng mà mọi người nhớ cho tôi đó là cái gì? Base level là cốt cao độ của cái chân cột và top level là cốt cao độ của đỉnh cột, thì chúng ta nhớ như thế chúng ta đặt là được, được chưa? Đó, mọi người chọn cho tôi nha. Tầng 1 và top offset à top level là chọn tầng 2. Được chưa? Sau khi xong thì chúng ta ấn apply ở đây. Đó, sau khi xong chúng ta ấn apply để nó chấp nhận. Apply. Đấy, thì tự động cái cột của chúng ta đã được sửa như này, được chưa? Thì sau khi mà chúng ta muốn quay về mặt bằng thì chúng ta tắt cái mặt bằng kết cấu đi. Thì đấy thì chúng ta quay ra chúng ta kiểm tra nhanh là như vậy, được chưa? Bước tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ chuyển sang cái bước số 7, nó là vào mặt bằng kết cấu tầng 2, dầm sàn lỗ rỗng cho mặt bằng kết cấu tầng 2, đúng không ạ? Thì chúng ta vào phần mềm Revit, chúng ta click vào structure plan tầng 2 là mặt bằng kết cấu tầng 2, được chưa? Đó, structure plan tầng 2 là mặt bằng kết cấu tầng 2. Click nút vào. Đó. Mọi người thu nhỏ lại thì về đây cái trục của nó. Đó, thu nhỏ lại. À, năm chuột giữa đấy, năm chuột giữa. Ăn chuột giữa thì nó thu nhỏ lại, được chưa? Đấy, thì chúng ta phải thấy ở đây. Thì bây giờ chúng ta đi dựng dầm cho cái công trình này. Thì bây giờ chúng ta muốn xem là mặt bằng kết cấu của nó như nào thì chúng ta click vào đây. Đó. Thì ở đây tôi có sẵn mặt bằng kết cấu rồi thì có thể là anh em dựng theo cái mặt bằng kết cấu của tôi cũng được. Đó, mọi người cứ làm theo tôi luôn cho nó nhanh. Bây giờ chúng ta kéo xuống dưới, đây là cái hồ sơ PDF nó có các kết cấu rồi. Đó. Chỉnh vị cột. Đây là bằng kết cấu tầng 2 đây, được chưa? Thì mọi người để ý cho tôi là toàn bộ các cái lưới trục ấy nó giao nhau thì nó có cái dầm như thế này, đúng không? Đó, thì bây giờ chúng ta có thể vẽ dầm bằng cách là chúng ta có lệnh BM, BM. Cách thứ hai nó là gì? Mọi người lấy menu structure, mọi người kích vào phần beam ở đây, được chưa? Đó, kích vào beam, chữ beam ở đây. Beam đây, được chưa? Đó, kích vào beam. Tiếp theo mọi người chọn tiết diện của cái dầm này. Sử dầm của tôi là 220, bây giờ chúng ta xem dầm của nó bao nhiêu đây. Dầm 220 x 300. Chúng ta kích vào đây chọn là 220 x 300. Thật sự bây giờ tôi muốn tạo ra một cái dầm là 220 x 500 thì làm nào? Chúng ta kích vào edit này. Đó chưa? Chúng ta ấn vào duplicate. Đó, mọi người kích vào duplicate ở đây, được chưa? Chúng ta tạo một cấu kiện mới duplicate. Tiếp theo mọi người đặt cái tên tiết diện là 220 x 500 ở đây. Đó, được chưa? 220 x 500. Kích xong chúng ta ấn ok, chúng ta sửa tiết diện ở đây 220 x 500. Nhớ bao giờ chiều H cũng phải lớn hơn chiều B, kể cả đối với dầm và cột, được chưa? Đó, sau đó chúng ta ok thì tự động là một cái tiết diện mới được tạo ra, được chưa? Đấy, thì đấy, tôi lấy ví dụ thôi để cho anh em có thể tạo tiết diện các cái dầm khác làm tương tự. Nhưng mà trong trường hợp này tôi chọn là 220 x 300, tôi kích vào 220 x 300, được chưa? Và mọi người lưu ý cho tôi là cái plex level đây này là nó hỏi là cái dầm này đặt ở tầng mới thì chúng ta phải chọn là ở tầng 2, chúng ta đang vẽ dầm cho tầng 2 mà, được chưa? Đã chọn tầng 2 xong. Tiếp theo bây giờ mọi người chúng ta kích chuột vào cái biểu tượng line ở đây. Đó, cái biểu tượng này để chúng ta vẽ. Được chưa? Đó. Mọi người kích điểm thứ nhất, kích điểm thứ hai, bây giờ thì chúng ta tạo ra được một cái dầm, sau đó là chúng ta cứ thế chúng ta làm thôi, ok, được chưa? Đó, vẽ hết các cái dầm của tôi này, 220 x 300, ok, tiếp theo tôi xem còn cái dầm nào không, ở đây nó có một cái dầm phụ nữa, đúng không ạ? Đây, nó có một cái dầm phụ ở đây, nó cách ra là 835 và dầm này là 150 x 300, được chưa? Cách ra là 835. Tôi kích vào đây, tôi chọn là dầm 220 x 100 150 x 300 đây, được chưa? À, chọn tiết diện là 150 x B là 150, H là 300, được chưa? Level là tầng 2. Sau đó tôi cứ vẫn dùng cái công cụ line ở đây. Tôi kích chuột đây, tôi kích chuột ở đây, tôi cứ vẽ bừa ra, được chưa? Sau đó tôi chọn cái đối tượng ở đây. Tôi nhập cái khoảng cách vào đây, được chưa? Mọi người nhớ này, đây 835 đúng không? Đầu tiên nhá, tôi chọn cái dầm đó, sau đó tôi kích vào đây, tôi chọn là 835. Đó, được chưa? Mọi người hiểu chưa? Đó, chúng ta nhập cái thông số vào đây này, 835 vào đây, được chưa? Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta xem còn cái gì nữa không? Ok, thì các cái dầm đấy nó đua ra như đấy, ra đúng không? Thì chúng ta có thể kích vào đây, ta kéo nó ra đây để cho nó đưa ra cái dầm này, được không ạ? Đấy. Tiếp theo cái dòng này tương tự là kích vào đây cho nó kéo nó đua ra được dòng này, kích vào đây kéo nó đua ra dòng này, được chưa? Rồi chúng ta xem tiếp là cái này còn có cái dòng ở đâu nữa, nó có một cái dòng phụ ở đây nữa mọi người ạ. Thì cái dòng phụ này thì chúng ta là tiết diện 150 x 300, thì mọi người đừng quan tâm đến khoảng cách là 745 này, mọi người cứ vẽ đi ạ. Đấy, thì chúng ta lại có lệnh là BM, chúng ta lại chọn tiết diện dần 150
nhân 300, được chưa? Đó. Sau đó chúng ta vẫn ở tầng 2, chúng ta kích một điểm bất kỳ, kích một điểm bất kỳ đây, kích một điểm này, kích hai điểm này. Chúng ta chưa còn tâm khoảng cách nào vội, cho nó chúng ta kích vào đây.